Đây, nếu các bạn đã xem trước đây trên Moto Sài Gòn, cái mẫu Super Cup 50cc ha. Nếu mà 50cc chưa đáp ứng cái nhu cầu của bạn, chưa đủ áp phê thì đây, vừa mới về luôn các bạn, Super Cup 110cc nhập Nhật luôn nha, ABS luôn. Đấy, thì vừa mới về đây đủ 6 màu nha các bạn. Đây bao gồm là màu xanh, là như anh em thấy đây, màu xanh dương là màu xanh metallic, xanh kim loại, cái màu sơn của nó ánh kim loại lên nha, rất là đẹp. Nó phối với lại cái bửng màu trắng mà trắng ngà, nhìn nó có dạng, nó có độ trong các bạn, có độ cổ điển, nhìn rất là phơi luôn. Thì ngoài màu xanh dương metallic này, nó còn 5 màu nữa, rất là hay luôn. Màu tiếp theo của nó cũng là metallic, đó là màu xanh nhớt anh em, xanh nhớt và xanh lá cây, kiểu nhớt đậm đó. Đó là đặc trưng của cúp luôn ha. Ngoài ra nó cũng có phiên bản màu cam nè, màu vàng, màu trắng ngà. Trắng ngà đẹp lắm nha, mình cứ thích cái màu trắng ngà. Đó, ngoài ra nó có màu be nữa, màu be, màu kem đó bạn. Màu kem thì mỗi tùy cái phiên bản màu nó sẽ phối với cái màu yên khác nhau. Như cái hai bản này nè, bản xanh metallic lại màu xanh dương, xanh rêu đó, xanh nhớt đó, nó thì phối với màu đen. Còn hai có hai phiên bản những cái màu khác còn lại nó sẽ phối với yên màu nâu, với lại cái phía đây hai màu đây, màu trắng này nữa. Nhưng nhìn rất là sen, nói chung nhìn thực tế nó quá phơi luôn. Thì mình cũng vừa mới được chủ shop, cúp shop cho phép mình quay chi tiết cái review. Mình đang trong kho luôn các bạn, mới vừa về, mới vừa khu thùng luôn. Rồi giờ đầu tiên mình sẽ ngồi lên thử cho các bạn xem nha. Thì các bạn cũng biết là cúp kiểu như dòng classic cổ điển rồi. Dáng này là các bạn anh em mà đam mê cúp ha, khi mình nhìn con này bảo đảm áp phê liền. Thì so với mà Super Cup C125 các bạn, nó vẫn có cái nét đẹp nhất định nha. Mình thấy cảm giác là nó có nét cổ điển ha, nó có cái phong cách cổ điển hơn so với lại C125 luôn. Đây, chiều cao yên 735, cực kỳ thấp luôn. Đây, ngồi lên nè các bạn, cực kỳ phơi luôn ha. Góc đỉnh lái đây, xe này nhẹ lắm bạn, chỉ có 99kg à. Đâm ra các bạn mà đi hàng ngày rồi mình khỏi lo về vấn đề mà kiểm soát nó. Rồi đầu tiên mình cùng các bạn soi qua chi tiết đi. Đây, cái đầu đèn. Đầu đèn là một chi tiết, hay nó là mình nói giống như là nó gọi là cái gì ta, cái điểm nhấn các bạn. Cái tinh túy nhất của Super Cup 110cc đây. Các bạn thấy nè, nó phối giữa cái hai xi nhan mà nó làm luôn hai cái khối ra luôn nè. Mình khi mà mình nhìn từ cái góc lái của mình á, nó cảm giác như mà những cái bộ cánh các bạn, cái đầu máy bay hoặc là hai cái này ra để lắp cái cánh quay của những chiếc máy bay cổ cổ điển ngày xưa các bạn, như là Mustang chẳng hạn. Anh em đam mê mà những cái dòng máy bay mà sẽ ngồi lên mèo, các bạn sẽ liên tưởng ngay đến những cái mũi máy bay liền, thì nó mang lại cái thích thú nhất định nha, dành cho người cầm lái. Khi mà mình các bạn ngồi mình vừa nhìn phố, lòng mình nhìn xuống cái khu vực này nè, cái ghi động cái ngay cái khu vực lái này, mình cảm giác thích thú liền. Xi nhan ở đây nó vuông dạng tròn các bạn, nhìn rất là hay, giống như Winfiler vậy đó, đẹp lắm nha. Thì mình rất thích cái màu này nè, màu này anh em gọi là màu vàng hổ phách đó ha, nhìn rất là chất nha. Đây là một trong những cái chi tiết mà khiến cho những dòng cúp luôn thu hút những cái tín đồ đam mê của mình. Đấy, đây là đèn chiếu sáng đây nè, hiện đại đèn led nha, hai tầng. Đấy, bên đây thì nói chung là xi nhan trước sau đều là bóng halogen các bạn đó. Thì nó mang lại cái nét cổ điển hoài cổ nhất định cho dòng cúp nha. Xuống dưới đây các bạn thấy nó có một cái mề đai ở đây nè, nó dính ở đây đó, phía trong đó là kèn nha, còi kèn rồi đó. Thì mình cứ thích cái chi tiết này nè, nó làm bằng kim loại luôn nha các bạn. Nó vừa nó mang cái kiểu như rom mà rom đen á, nhìn rất là hay, nhìn rất là cao cấp luôn rồi. Những cái chi tiết như Super Cup ở đây làm rất là nét ha, nó không có bị những cái nhâm hoặc là những cái ba dớ làm cho mất nét gì, nhìn cực kỳ nét luôn. Đây thì logo không nói rồi. Đây cái bửng cái màu này hay lắm các bạn, nó màu trắng ngà rồi. Trắng ngà chứ không phải là trắng tinh luôn nha, trắng tinh luôn, nhìn nó thường lắm. Mà cái này nó kiểu như cái này là Nhật mà, nên Nhật họ làm rất là chi tiết, họ phối những cái màu của nó nhìn rất là hay, nó gây nghiện luôn đó, nhìn vô đã phê liền. Rồi phía dưới đây nó có những chi tiết rồi, nói chung là độ hoàn thiện của nó rất là cao cấp các bạn. Bên đây nữa nè, ABS luôn ha, đáng giá chưa, heo một bit của Nissin nha. Nó kết hợp với vành đa chống chữ Y ha, cao cấp. Thì lớp không ruột, chính hãng của Honda hết nha các bạn. Thì kích thước lớp là lớp trước là 70 các bạn, 70-90, thì vành trước sau đều 17 inch.
Lớp sau thì nó to hơn một tí, nó là 80, 90, 17. Con này là 70, 90, 17. Lớp kiểu gai ra địa hình để bạn đi phố rồi nè. Đây anh em, ốp cạc te kim loại luôn nha. Kiểu nhôm nó nhìn đẹp lắm, nó hài hòa với xe luôn, nhìn rất là chất nha. Không như những cái cạc te kim loại khác đơn giản rồi nhìn nó lô lắm. Còn này nhìn rất là cao cấp luôn, những cái chi tiết các bạn đó. Bởi Nhật Nhật nó hồi trao trước, phải nói rất là hay, nhìn vô là ghiền liền luôn. Đây, dùng số hướng dẫn bằng tiếng Nhật này cũng không biết là gì. Đây các bạn thấy, trên đây này nó có móc để các bạn gắn đồ được ha. Đó, nón bảo hiểm hay gì đó. Rồi, đặc biệt ở đây nè anh em thấy không? Chống nghiêng nó có thêm một cái chi tiết nhựa nữa, chi tiết cao su nữa thì có thêm biết là dòng cúp 81 sau này như mới có. Giờ nhìn thấy thị trường Nhật hình như mới có cái này nè, chi tiết này hay lắm nha. Nó mang lại cái hay đặc trưng ha, cái gì đó đặc biệt cho cái dòng xe cúp của Nhật ha. Thì thêm biết là có Super Cup 50 cũng có nữa. Và đây anh em, khi mà mình soi thiết kế hay mình soi cái trang bị thiết kế chi tiết là mình thấy cực kỳ cao cấp luôn. Anh em thấy là cái đầu bò nó cái độ hoàn thiện nó làm rồi, nó trao chuốt đồ quá đẹp luôn các bạn. Nhìn rất là đáng giá nha, giống như là một kiệt tác hay như một tác phẩm vậy. Quá đẹp luôn nè đó. Độ hoàn thiện rồi nó được phủ ở ngoài một màu nhìn rất là hay, rất là đẹp mắt luôn. Đó. Rồi bên đây thì nó gác chân đồ, phanh đồ. Phanh đồ nhìn cũng rất là cao cấp mà, không phải nhìn nó lô đâu. Nhìn nó hài hòa, nó cũng nó được bo tròn ở đây là những cái đường viền ở đây nó bo, họ cố tình những chi tiết nhỏ thôi. Nhưng mà được hãng cố ý họ làm rất là hay tuyến cho cái tổng thể xe nó nhìn nó rất là cao cấp và chất. Ở đây thì trên đây, trên cái yếm ở đây nó có cái khe ở đây các bạn. Đây khe gió để làm mát đây. Rồi phía trên đây nữa thì nó có cái cụm đồng hồ nữa, quên cụm công tắc đơn giản thôi nè. Chiều nó cũng khá đơn giản. Đấy. Thì bên đây nó có cái lưới ở đây ha các bạn. Cũng được thiết kế rất là hay nha, đẹp mắt. Bên đây nó có cái móc treo đồ nhỏ nè, tiện lợi này trang bị sẵn luôn nè. À, ngoài ra nó có phụ kiện nữa nha anh em. Nếu mà bạn thì thêm biết cúp shop hiện tại là có đầy đủ phụ kiện cho cái dòng tất cả dòng cúp luôn, Super Cup luôn nha các bạn. Super Cup CT 125 nè, Super Cup 110 rồi 50, có những cái dòng cúp khác với lại CT luôn, CT hoặc là Yono đều có phụ kiện đầy đủ á. Nó rất là nhiều luôn á, nhiều phụ kiện lắm luôn. Thì đây nó sẽ có ba ga nha. Nó có một cái ba ga ở đây nè, ngoài ga nó sẽ có trên đây nữa thì nó có một cái phụ kiện là yên để dành cho các bạn mà có thể chở người ngồi phía sau được nha. Nó yên đây, nó ôm gọn luôn dành chở người ngồi phía sau được. Nếu bạn không thích chở người, các bạn có thể chở hàng hóa thì nó có đây. Cái ba ga này các bạn có thể lắp được thùng nha, nó có những cái ốc đi plug and play thôi, lắp thùng vô thùng GV hay mấy cái thùng chở hàng nào đó thì phục vụ cái nhu cầu của bạn. Bên đây nó có những cái pin nè, những cái gai kim loại ra để các bạn gàn đồ rồi nè, rất là tiện lợi luôn. Phuộc nữa nè các bạn, soi qua cái chi tiết phuộc nè. Phuộc ở đây mình khi mình nhìn thực tế thì mình thấy thích lắm nha. Những cái chi tiết đồ kim loại đồ ở đây nó cũng được cố tình, nó làm bo nhỏ ở trên nè, nó phình ra ở đây nè. Thì thay như những cái ống phuộc khác thì nó nguyên cái ống các bạn, cái ống đồng nguyên khối luôn á, thì cái này họ lại bóp nhẹ ở trên xuống cho em cái nét mượt mà cho cái phục sao cũng tăng cho vẻ đẹp của tổng thể xe luôn. Đây gác chân sao bằng nhựa đen đơn giản, cái bô cũng rất là đẹp anh em. Ốp kim loại đây không có bén nha, cực kỳ trơn luôn nè, giờ luôn đã tay lắm. Ống xả thì đây vành sao vẫn là vành đúc chữ Y đa chấu. Đây, tất cả lớp chiếc sao đều lớp không gùn nha, phanh đùm thì đối với mỏng 110cc này phanh đùm là quá ok rồi. Trên đây có cái đây mình bật luôn cho các bạn xem luôn. Chị Nha nó kêu tách 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 này nhé. Đèn đuôi quá đẹp các bạn, giống như một khối pha lê. Họ làm những cái sọc 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 xuống này nè thì nó tăng cho cái độ ánh lên. Thì xi nhan, đèn đuôi, xi nhan hai bên đều là bóng halogen các bạn. Nó mang lại cái nét cổ điển nhất định cho xe. Nhìn bên ngoài rất là đẹp nha. Anh em nên đến trực tiếp showroom của cúp shop luôn để mình xem, mình ngắm, mình sờ tận tay được bạn. Các bạn có thể cảm nhận được cái độ chất của nó. Bây giờ mình soi lại tổng thể cho anh em xem. Thì động cơ con này chứ mà 110cc nhé bạn, chính xác là 110. Đấy, phun xăng điện tử luôn, cao cấp. Thì và đặc biệt là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó các bạn,
khoảng hơn nha. Thì theo nhà sản xuất chia sẻ là vào khoảng 80 cây một lít. Nhưng mà đối với sao mấy bạn khi mà chạy Goldai xong á, với điều kiện tối ưu á, các bạn chạy có thể đạt được 100 luôn nha, 100 cây một lít nha các bạn. Nó mất tiêu hao nhiên liệu rất là tốt luôn, dành cho các bạn đi lại hàng ngày. Rồi mình đi làm cũng được ha, lắp thùng vô mình để hành lý, để đồ hồ sơ đó đi làm quá ok luôn các bạn. Thì bình xăng 4.3 lít thôi các bạn. Đây, mở nắp xăng. Cái này nắp xăng này nó có cái lít hay nữa nè. Đây mình soi qua chi tiết cái nắp xăng cho anh em xem. Đây thì đây nó có cái hút nha, có dán cái hút đỡ xuống hình hút ở đây nè. Đó, và đây nắp xăng cũng kiểu cổ điển nữa nè, bật ra rồi dùng chìa khóa mình tra vào thôi. Đây, rất là hay, kiểu cổ điển này. Đặc biệt là anh em thấy cái chi tiết xăng kim loại này nó gia công rất là tốt nha. Nhìn rất là chất. Quá đẹp luôn. Này về mà anh em nào chịu chơi mình CNC nguyên miếng nè, nhôm nguyên khối đây nè, làm cái này nó ốp trên đây nữa, rất là đẹp ha, để làm nắp xăng rất là ok. Mình thấy như thị trường cũng có rồi, rất là nhiều anh em chơi thì chưa cao nguyên chứ 735 thôi, rất là nhẹ các bạn. Rồi thì vừa rồi mình cùng các bạn đã khám phá nhanh trên điện thực tế Honda Super Cup 110 thì phiên bản mới nhất các bạn, vừa mới về Việt Nam luôn, 6 màu. Thì giá bán mình nghĩ là đang rất là tốt các bạn nhập nhật nha. Rồi chi tiết thì giá thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp chủ shop đi, là Cup Shop đó các bạn, Cup Shop Việt Nam có hai chi nhánh, thì ở bên 673 Lê Trọng Tấn với lại ngay Bình Tân hay Nguyễn Cửu Phú cũng có nữa, thì với lại cái hotline nữa thì mình để bên dưới đó, các bạn cứ liên hệ trực tiếp nha. Chứ Mô Tô Sài Gòn mình cũng mượn xe shop để mình giới thiệu với các bạn review thôi. Rồi thì trong clip sau nữa có một mẫu xe rất đặc biệt nha, cũng nhập nhật luôn. Nhập nhật với nó, nhìn đồ nó rất cao cấp, bạn độ hoàn thiện chi tiết nó rất là hay đó, các bạn cùng đón xem nha, clip sau nha. Mẫu xe rất là đặc biệt, chắc chắn sẽ khiến các bạn thèm thuồng thích thú đó. Đây, cảm ơn và chào các bạn.